Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài ngày. Dịp Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay, miền Bắc mưa to và dự báo trong chiều và tối nay, nhiều nơi tại miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa rông. Các chuyên gia cho rằng, mưa to trong ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương như năm nay là không nhiều. Và theo quan niệm dân gian, đây chính là cơn mưa rửa đèn mang tới sự may mắn và tốt lành. Kỳ nghỉ lễ năm nay đã được dự báo sẽ có mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của những sóng lạnh cuối mùa. Dự báo vào chiều và đêm nay, mưa rông sẽ vẫn còn tiếp diễn tại miền Bắc, nguy cơ cao đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo các chuyên gia, chỗ an toàn để tránh sét là các tòa nhà kiên cố có lắp đặt hệ thống chống sét. Vì vậy, quý vị tuyệt đối không nên tránh trú dưới các gốc cây to. Còn bây giờ, xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 33 độ. Vùng núi cao từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm là từ 65 đến 98%. Dự báo các nơi trong tỉnh. Thành phố Lai Châu nhiệt độ là từ 19 đến 27 độ. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Mường Tè nhiệt độ là từ 20 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%. Còn Sìn Hồ nhiệt độ là từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%. Tại khu vực Than Uyên nhiệt độ ở đây là từ 20 đến 32 độ và độ ẩm là từ 75 đến 98%. Khu vực Nậm Nhùn nhiệt độ là từ 20 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%. Còn tại Tam Đường nhiệt độ ở đây là từ 20 đến 32 độ và độ ẩm ở đây là từ 75 đến 98%. Khu vực Tân Uyên nhiệt độ là từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ ở đây dao động là từ 20 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%. Vâng, trên đây là phần dự báo và cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chúc quý vị sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật an toàn và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin dự báo thời tiết lần sau.